Kính thưa quý vị, tín hữu Công giáo Việt Nam tưởng niệm ngày giỗ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đây là tin từ Hà Nội, Việt Nam. Kính thưa quý vị, lễ kỷ niệm 18 năm ngày mất của Đức Hồng Y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận được cử hành tại Roma và tại Việt Nam. Theo tin từ Asia News, tại Roma vào ngày 18 tháng 9, trong nhà tờ Santa Maria ở Trastevere, thì Đức Hồng Y Kevin Farrell, trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã cử hành thánh lễ, trong đó Đức Hồng Y Peter Tuxen, trưởng Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện Thuyết giảng. Tại Việt Nam, hàng triệu tín đồ công giáo hiệp thông với tòa thánh cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch COVID-19 trên khắp thế giới để thể hiện tình yêu thương của giáo dân dành cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Vào ngày 16 hàng tháng, giáo sứ Giang Xá tổ chức Thánh lễ phong thánh cho Đức Hồng Y. Giáo sứ Giang Xá là một giáo sứ nhỏ và cổ kính, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km ở Trạm Trôi, Hoài Đức, và được biết đến là nơi mà Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị quản thúc tại gia trong 4 năm, từ năm 1978 đến năm 1982. Có nhiều tín hữu cho rằng giáo sứ Giang Xá là quê hương của Đức Hồng Y Francis Xavier. Hàng tháng có rất nhiều người tập trung về đây để cầu nguyện sự bình an cho gia đình và xã hội. Nhiều người bị bệnh kinh niên đến đây với niềm tin và lòng thương xót của Chúa. Và thông qua sự giúp đỡ của Đức Hồng y Francis Xavier, những bệnh nhân này nhanh chóng lấy lại được sự bình an về thể chất cũng như tinh thần.